Huyền Khang rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong khung giờ quen thuộc của Chuyện Cảnh Giác, phát sóng vào 16 giờ 30 phút đến 17 giờ trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 vào thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Thưa quý vị, việc ký gửi xe cũ cho bên thứ ba nhằm dễ dàng bán lại đã rất phổ biến để cho người bán dễ tìm được bên mua và người mua cũng dễ dàng chọn được loại xe phù hợp với nhu cầu và túi tiền của mình. Tuy nhiên, nếu không cẩn thận, người bán lẫn người mua đều có thể trở thành nạn nhân của bên thứ ba, tức là bên trung gian mua bán xe. Và tình huống Nguyên Khang muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn ngay sau đây cũng liên quan đến việc ký gửi mua bán xe cho bên thứ ba như thế. Hãy cùng xem với Nguyên Khang để theo dõi xem đối tượng đã sử dụng thủ đoạn lừa đảo tinh vi nào quý vị nhé. Ôi, chào anh. Dạ. Anh cần gì anh? À, chào. Anh là Trần đúng không? Dạ đúng rồi, em là Trần. À, tôi có thấy trên mạng anh rao mua bán xe ô tô cũ á. Dạ. Dạ. Mình tới đây cũng có chiếc xe muốn bán ngoài sân. À, chiếc đó hả anh? Dạ. Rồi, nếu anh muốn bán xe thì để cho em ra em kiểm tra xe xong rồi có gì vô đây anh em mình nói chuyện. Dạ. Dạ, cảm ơn. Em kiểm tra máy đi. Ok. Ok, em xem xe xong rồi, bây giờ mình vô nhà nói chuyện. Rồi. Rồi, anh cho em coi giấy tờ xe nó. Đây, xe mình đi. Chiếc xe này anh cũng là mới mua khoảng hơn năm thôi. Bán thì nghĩ cũng tiếc, nhưng mà bây giờ anh cũng cần tiền đó. Xe của anh thì em kiểm tra rồi, thì máy móc ổn, xe mới, mọi thứ thì ok hết. Bây giờ anh tính bán xe này giá bao nhiêu? Thì như chú cũng nói đó, xe anh thì cũng còn ngon á. Anh dự định là nhờ chú bán 800 triệu. 800 triệu thì chiếc xe này em nhắm nhắm giá thị trường hiện giờ thì nó cũng khoảng tầm đó. Thì để em cũng nói trước cho anh là cái điều khoản của bên em, nếu mà bên em bán xe được cho anh á thì anh sẽ chi hoa hồng cho bên em là 2%. Thì nếu mà anh đồng ý á thì em sẽ soạn hợp đồng thỏa thuận thì anh ký vô trong đó, thì còn nếu anh không đồng ý á thì anh cứ lấy giấy tờ về coi như là anh em mình hết duyên. Thì anh cũng biết là mua bán mấy cái xe này thì chỗ nào quay hồng nó cũng như nhau thôi. Thôi thì đây anh cũng nhờ chú giúp cho anh bán cái xe cho nhanh chút. Dạ, vậy thì bây giờ em gửi anh cái điều khoản hợp đồng của bên em, anh tham khảo thử. Ký rồi, có gì em gửi lại cho. Gửi lại cho anh bản này. Bây giờ anh cứ cầm giấy tờ về. Khi nào mà có khách mua xe thì em sẽ điện thoại cho anh, thì anh đem giấy tờ lên, sau đó nhận tiền và sau đó mình sẽ ra bên công chứng mình làm giấy tờ mua bán. Rồi, vậy coi như là mọi việc anh nhờ chú. Dạ dạ, em sẽ cố gắng. Thôi anh về. Chào anh. Chào em. Thì tôi cũng đang tính mua chiếc xe cũ làm phương tiện đi lại, rồi nếu có ai mà thuê xe hợp đồng cần tài xế thì làm thêm luôn. Thì hôm đó lên mạng coi qua một lượt thì thấy có người đàn ông
rao bán đúng chiếc xe tôi cần luôn. Thì còn bảo hành mà giá tính ra thì quá mềm nên tôi hẹn tới coi xe. Em ưng chiếc xe này đó. Nhưng mà nói chứ anh phải bớt em chút đỉnh chứ. Anh nói chứ thật sự cũng không bớt được đâu. Tại vì xe này xe mới còn giấy bảo hành đầy đủ, nên thành ra là không bớt một cắc luôn á. Bây giờ em thanh toán cho anh sao? Bây giờ giá cả mình sẽ vô nhà mình bàn sao? Ok. Dạ. Mời anh ngồi. Dạ. Anh cho em xem giấy tờ xe được không? Rồi đây, đây là giấy tờ photo của chiếc xe. Dạ rồi. Sau buổi gặp đó thì nạn nhân đã làm hợp đồng chuyển tiền đầy đủ 700 triệu cho tên này. Nhưng mà việc làm giấy tờ sang tên với chủ chiếc xe thì hắn cứ hẹn lần hẹn lựa. Rồi tự nhiên hôm đó cái chủ xe gọi điện yêu cầu là phải trả hết số tiền còn thiếu là 200 triệu thì mới làm thủ tục sang tên cho lấy xe về. Tôi rất là bất ngờ, tức giận vì bản thân đã làm đúng giao hẹn thì trả tiền đầy đủ. Thì từ đó hai người quyết định là cùng đi kiếm tên này để ba mặt một lời nói cho ra lẽ. Trần đâu? Trần! Mày ra đây coi! Hả? Chào mấy anh. Bây giờ vụ xe của tao bị biết sao? Thì anh bình tĩnh ngồi xuống mình nói chuyện. Bây giờ chú giải thích cho tôi đi. Ở đây là cái khách mua xe của tôi, người ta báo là người ta đã trả đủ tiền rồi, trong khi á, chú mới giao cho tôi chỉ có 500 triệu. Thì theo chú bán xe vậy là chú còn 200 triệu nợ nữa. Tại sao chú trả tiền cho tôi? Thì em cũng giải thích với anh là anh đem xe bên em bán với giá 800. Nhưng mà em thấy á, nếu mà mình rao bán 700 thì dễ bán hơn. Thì bên anh Toàn anh cũng chuyển cho em 700, thì em chuyển hết cho anh 500. Coi như là em còn thiếu anh 200. Thì cũng thú thật với anh là 200 đó do em kẹt tiền của em thiếu nợ người ta, nên em đã trả nợ cho người ta rồi. Thì anh thư thả cho em khoảng một tuần đi. Tuần sau á em sẽ gom đủ 200 triệu em trả cho anh. Thư thả là chừng nào? Hả? Mày tính tao báo công an không? Bây giờ nếu mà hai anh báo công an á, thứ nhất á, em bị bắt, không có ai trả tiền cho hai anh. Thứ hai, chiếc xe đó đó sẽ bị thu làm tang vật của vụ án, coi như á là đâu lấy xe được. Còn thứ ba á, sau khi giải quyết vụ án xong á, chiếc xe đó bán ở thị trường, em đảm bảo anh chắc chắn là nó bị tuột giá. Hai anh nên suy nghĩ lại đi. Chưa kể á, nếu mà hai anh kiện em khi mà thụ lý vụ án này á, chiếc xe nằm trong bãi á cũng kéo dài mấy tháng, chắc chắn nó bị xuống cấp. Hai anh cứ suy nghĩ đi. Cuối cùng á, người thiệt thòi vẫn là hai anh. Tôi chồng tiền hết nhưng mà chưa sang tên, thì trên phương diện là pháp luật á, thì chiếc xe đó vẫn đâu phải của tôi đâu. Ai ngờ đâu hắn lừa cả hai đầu mua với bán xe luôn, ăn chặn mấy trăm triệu của bên kia. Xong một hồi nghe năn nỉ quá, thôi tôi cũng đành cho hắn thiếu hạn trả trong tuần. Ai dè ba ngày sau cái hắn chạy trốn. Lúc đó thì chỉ còn nước là báo công an thôi. Nghĩ lại vẫn tức lắm. Nên là mọi người mà khi mà mua xe thì cần thận trọng, đừng có kiểu là phó mặc hết cho bên thứ ba, mà phải là gặp gỡ ngã giá đàng hoàng. Không như tôi đó, vừa mất tiền lại mang mệt mỏi vào người nữa. Thưa quý vị, vậy là cả người bán hàng lẫn người mua hàng đều trở thành nạn nhân cho kẻ môi giới. Với số tiền quá lớn cũng như sợ ảnh hưởng đến chính tài sản của mình mà anh Quân và anh Toàn không đem vụ việc trình báo cho cơ quan chức năng, điều đó lại tạo cơ hội cho kẻ gian bỏ trốn cùng với 600 triệu tiền lừa đảo. Nguyên Khai cũng thiết nghĩ, nếu như bên bán và bên mua chúng ta rõ ràng hơn, tỉnh táo hơn thì hậu quả đáng tiếc đã không xảy ra. Và mong rằng quý vị khi xem xong tình huống này hãy cẩn thận khi gửi gắm tài sản của mình cho bên thứ ba để không tiền mất tật mang quý vị nha. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với một chiêu thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà nếu như không tỉnh táo thì mỗi chúng ta đều có thể chính là nạn nhân. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với tình huống tiếp theo ngay sau đây. Thưa quý vị, theo Nguyên Khang được biết, phương thức giao hàng chung hiện nay là sau khi nhận xác nhận được đơn hàng của khách, bên giao sẽ nhanh chóng vận chuyển đến tay người nhận trong thời gian sớm nhất có thể. Và quan trọng nhất là bên giao đòi hỏi khách hàng cung cấp chi tiết số nhà, tên, đường, phường, thôn, ấp, tổ, khu, bản, xã, thị trấn, quận, huyện, tỉnh, v.v.
thật chính xác. Với những điều kiện cần có đó, nhiều khách hàng đã yên tâm hơn khi hàng hóa được đến tay mình hay được chuyển đi một cách rõ ràng và nhanh nhất. Nhưng cũng vì đó mà nhiều người dân khi vô tình tiết lộ thông tin cá nhân của mình đã dẫn tới việc mất mát tài sản. Cùng xem tình huống để hiểu rõ hơn chiêu trò lừa đảo này quý vị nha. À, tôi nghe nè ông bạn. Ở cà phê có rồi hả? À, hỏi anh nói là 5kg nhiêu tiền? Ở chừng nào gửi lên? Ngày mai hả? Ngày mai tôi có việc tôi lên công ty rồi. À, nhưng mà ông sao? À, có bà xã tôi ở nhà, bà nhận thấy giùm tôi. À, à, mà anh nhớ là ghi rõ thông tin ha. Nguyễn Văn Hòa, số điện thoại 0902 890 900. Rồi vậy ha. Rồi, cảm ơn bạn già nhiều. À, bữa nào rảnh lên quê tôi chơi nha, anh em mình lại rai một bữa ha. Ờ à. Rồi ok. Không, giờ này xong chưa chịu đi làm còn đứng đây hoài vậy? À, bữa nay là tôi không có lên công ty, tôi hẹn gặp khách hàng trực tiếp luôn, không có lên công ty nên tôi đi trễ. Mà ngày mai bà đâu có dạy phải không? Ờ, ngày mai tôi không có tiết dạy. Có anh Chi không ông? Thì ông Chính ông gửi cà phê lên cho tôi. Nhưng mà ngày mai là tôi bận công việc rồi, tôi không có ở nhà. Bà ở nhà bà dặn giùm tôi ha, khoảng 10 giờ vậy đó. Ờ. Mà bà đi chợ đi, nhớ đem thêm chìa khóa nha. Rồi, tôi đi chợ à, đem chìa khóa rồi nè. Tình hình sao rồi? Hồi nãy giờ mày đi á, mày có tìm được con mồi nào chưa? Tao mới đi được cái nhà đằng kia kìa. Không không? Là tao nói. Sáng đó khi tôi đang nấu nồi hôi với ăn ở dưới bếp á, tôi nghe có tiếng gọi tên chồng của tôi nên tôi chạy ra xem như thế nào. Theo kế hoạch nha. Biết rồi, khỏi lo. Chú Hòa ơi, chú Hòa ơi, giao hàng chú Hòa ơi. Ơi, có nhà không chú Hòa ơi? Có nè, đợi chút đi. Dạ chào cô. Chào cô. Gì vậy con? Dạ chào cô, tụi con là bên công ty giao hàng á, con đến giao hàng cho chú Hòa. Thì chú có phải tên là Nguyễn Văn Hòa đúng không cô? Đúng rồi con. Dạ, thì đây là cái bưu phẩm mà chú Hòa đặt ở trên Đắk Lắk xuống á, thì xe vừa cập bến là tụi con sắp xếp đến giao liền cho cô á. Ủa, sao nãy ông nhà tôi mới gọi điện cho tôi nè, ông nói cỡ trưa mới giao hàng mà sao giờ giao sớm dữ vậy? Tôi nghĩ á thì chắc hai người đó là giao hàng thật rồi. Vì bọn họ ăn mặc giống nhau lắm, có logo công ty á, ở trước ngực á, phần á, vì đúng là hôm qua chồng tôi có nhờ tôi nhận hàng giùm. Sáng sớm nay á, ông đi làm, ông còn điện thoại về nhắc lần nữa mà. Nên tôi chủ quan á, tin tưởng bọn họ thôi. Đúng rồi.
Bao nhiêu tiền vậy con? Dạ cô cho con thu 1,5 triệu con. Trời, cái gì mà phí giao hàng, phí vận chuyển gì mà tới 1,5 triệu lận? Dạ không phải, tiền 1,5 triệu á là bao gồm tiền phí và tiền hàng luôn á cô. Dạ đúng rồi cô, cái tiền vận chuyển từ công ty xuống nhà mình á là chỉ có 120,000 thôi. Số tiền còn lại á là tiền cà phê, bởi vì chú Chính có dặn tụi con á là thu tiền giùm chú Chính luôn, chú Hòa nhà mình á chưa có chuyển khoản cho chú Chính. Dạ. Đến khi mà tôi nghe bọn họ giải thích là tiền này á bao gồm tiền cước phí và tiền hàng thì tôi hết nghi ngờ. Vì hôm qua tôi cũng có nghe chồng tôi nói là nhờ ông bạn đặt giùm. Tôi nghĩ chắc chồng tôi không tiện chuyển khoản, lên nhờ bên công ty này giao hàng rồi nhận tiền giùm luôn. Mà tôi thấy chuyện này cũng bình thường thôi, đi đưa tiền cho họ. Đây nè, 1,5 triệu nè con. Dạ, cảm ơn cô ký vô đây giùm con. Cô ký nha, người nhận á. Dạ. Đâu, người nhận đâu? Dạ, người nhận đây con. Rồi. Dạ. Cảm ơn con nha. Cái link này. Cô giữ đây có gì đó để đối chiếu nha cô. Rồi cảm ơn con. Dạ con cảm ơn cô, con đi cô. Cảm ơn con. Rồi, tụi cô đi nha con. Nhưng mà khoảng chừng 2 tiếng sau á lại có người thanh niên khác tới cũng giao hàng cho chồng tôi. Chú Hòa ơi, chú Hòa ơi, ra nhận hàng chú ơi. Ơi dạ chào cô. Chào con. Dạ cô cho con hỏi á, phải nhà của chú Nguyễn Văn Hòa không cô? Đúng rồi, ông dạ. Hòa là chồng của tôi. Dạ vậy cô cho con gửi gói hàng nha, của từ Đắk Lắk gửi vào á cô. Ủa dạ. Cô cho con nhận 70,000 tiền giao hàng. Người gửi? Ủa sao ông Chính gửi nữa? Địa chỉ nhà tôi đúng rồi. Gì kỳ vậy ta? Ủa cậu ơi. Sao cô? Mà cậu ở bên phía công ty nào vậy? Dạ tại con á thì bên nhà xe, tại người gửi á ra nhà xe của tụi con gửi, xong rồi tụi con chia nhau ra đi giao. Thì có người á thì tới nhà xe của tụi con lấy luôn, còn có người á yêu cầu phải giao tới đúng địa chỉ nhà. Nói thiệt á, tôi cầm gói hàng á mà tôi hoang mang quá, tại vì vừa mới nhận được gói hàng rồi bây giờ lại nhận gói nữa, mà lại cũng ông bạn ở Đắk Lắk gửi, rồi thông tin á cũng giao hàng cũng trùng khớp với cậu chồng tôi. Nhưng mà có một chuyện á, cái gói quà mà cậu thanh niên này mang tới á, cái bên người gửi á có thông tin địa chỉ số điện thoại của chú Chính đàng hoàng, còn gói trước á thì không có. Mà người này á thu có 70,000 tiền cước phí à. Cô mới vừa nhận hồi nãy thôi, cách đây khoảng 2 tiếng đồng hồ thôi. Nè, người gửi, người nhận đúng y hết, y chang như bên đây luôn. Là sao? Dạ chuyện này thì con cũng không biết nữa cô, tại vì nhà xe giao cho con giao chỗ nào á thì tụi con giao chỗ đó à. Kỳ vậy ta. Dạ không hiểu nổi. Ủa kìa, ổng về kìa. Ông đây, ông coi nè. Ở nhà xe tao giao hàng tới hả bà? Giao cái gì bực mình kìa. Hồi nãy đó là có một cậu đến đây giao cái thùng hàng của ông Chính gửi rồi, bây giờ cậu này đến giao nữa cũng của ông Chính luôn là sao? Tôi không hiểu gì hết á. Có gì mà có 5 kg cà phê thôi mà gì hai người giao là sao bà nói? Tôi không hiểu gì hết kìa. Tôi nghe chồng tôi nói á tôi còn sợ hơn nữa đó. Chồng tôi nói á, nếu đúng mà ông bạn gửi cà phê chia làm hai gói thì cũng chỉ có một bên giao hàng thôi, chứ làm sao mà có chuyện hai bên giao hàng được. Giờ cô chú tranh thủ giùm con á, con còn đi giao nhiều chỗ lắm. Tranh thủ giùm con. Rồi mới mở ra coi ông. Rồi mở thùng ra kiểm tra được không cậu? Dạ được chú, nhưng mà bên trong á hàng đúng hay không gì á thì con không biết nha, tại vì nhiệm vụ con á là chỉ giao hàng thôi. Rồi tôi biết rồi. Thôi để tôi vô tôi lấy kéo mở ra coi thử nha không.
Nè chú. Nè nè, ông mở ra đi. Ừ, cà phê. Đúng cà phê rồi nè. Đúng rồi. Rồi ông mở thùng này nữa coi. Khui gói quà của cậu thanh niên này trước thì đúng là có 5 ký cà phê thật. Nhưng chúng tôi tá hỏa ra khi thấy hai gói hàng mà hai người thanh niên trước giao á, cà phê đâu không thấy, mà chỉ có một hộp sữa gì đó thôi à. Thiệt á, bị lừa lần này tôi nhớ mãi luôn. Tôi mong bà con hãy luôn cảnh giác, đừng có chủ quan. Có gì lạ thì mình phải gọi điện thoại cho người thân mình liền, đừng có để bị lừa mất tiền oan như tôi. Trời ơi bà ơi, là bà số tiền lớn như vậy á, bà phải điện cho tôi chứ. Sao bà giao tiền cho người ta không cẩn thận gì chân vậy? Tình huống trên là câu chuyện về một trò lừa đảo mới mà nhiều người đã trở thành nạn nhân của chúng. Nhiều người dân đã phản ánh vụ việc trên đến với chương trình Chuyện Cảnh Giác với mong muốn mọi người hãy cẩn trọng và báo ngay cho công an khi phát hiện được đối tượng có hành vi khả nghi. Với chiêu trò lừa đảo này, các đối tượng thường đi hai người, chở theo thùng cạc tông khá lớn, bên trong có những gói hàng buộc dây cẩn thận, trông rất là giống các kiện bưu phẩm. Và cho đến khi mở gói hàng ra thì phát hiện sự việc, vội chạy ra tìm thì bọn lừa đảo đã kịp cao chạy xa bay. Qua câu chuyện trên thì Nguyên Khang cũng mong bà con chúng ta cũng nên hết sức cảnh giác khi mà cung cấp thông tin cá nhân như địa chỉ, số nhà, nơi làm việc, số điện thoại của mình và những người thân quen cho người khác biết. Vì đây chính là sơ hở mà đối tượng tìm cách khai thác để lừa đảo. Đồng thời bà con khi có mua hàng theo phương thức này thì cẩn trọng kiểm tra hàng hóa trước khi mà chúng ta trả tiền. Khi phát hiện bất thường thì có thể gọi điện để kiểm tra tại nhà xe, công ty giao hàng hoặc báo cho cơ quan chức năng cảnh giác không bao giờ là thừa quý vị nha. Đến đây thì thời gian dành cho buổi phát sóng Chuyện Cảnh Giác cũng đã khép lại rồi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi 16:30 thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ và nhiều hạnh phúc. Nguyên Khai xin kính chào và hẹn gặp lại.